Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà tổ chức lễ hội cầu ngư năm 2022 và khánh thành lăng ông Tân Thái tại phường Mân Thái nhằm góp phần động viên, khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển trong năm mới. Đến dự lễ có trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung. Ngay từ sáng sớm, người dân đã tập trung tại lăng ông Tân Thái, phường Mân Thái, quận Sơn Trà để chứng kiến lễ rước cá ông, vị thần biển cả trong văn hóa tín ngưỡng dân gian của các làng chài ven biển. Sau phần dân hương cầu quốc thái dân an, cầu mưa thuận gió hòa của các đại biểu và bà con, ban khánh tiết lễ hậu gióng hội trống ra quân, báo hiệu cho ngư dân vươn khơi bám biển, kỳ vọng vào một vụ mùa mới bội thu, tôm cá đầy khoang. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên Ủy ban dân quận đã tiết giảm một số nội dung của lễ hội, nhưng vẫn giữ những nghi thức truyền thống quan trọng như lễ tế âm linh, lễ tế chánh cầu ngư. Phần hội là các hoạt động văn hóa văn nghệ mang tính cộng đồng, dân gian phù hợp với cư dân vùng biển như hát bài chòi, tường trình, các môn thể thao bãi biển, bóng chuyền, kéo co, đăng lưới, gánh cá. Năm nay chúng ta hiện nay đang tiếp tục ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Chính vì vậy trong cái lễ hội này thì tổ chức trong cái phần lễ hội thì cũng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch trong cái tình hình hiện nay. Đối với dịch mà hiện nay đang lây lan và cho cộng đồng xã hội hiện nay. Và chúng tôi cũng có những cái biện pháp, có những cái giải pháp công tác phòng dịch. Cái việc nữa, trước khi tổ chức lễ hội và trong suốt cái thời gian tổ chức lễ hội cũng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch. Và đặc biệt là công tác thực hiện cái việc 5K. Dịp này, Ủy ban dân quận Sơn Trà tổ chức cắt băng khánh thành lăng ông Tân Thái sau khoảng thời gian dài trùng tu sửa chữa, đồng thời tiếp tục khởi công triển khai dự án xây dựng đường tranh bích họa phường Mân Thái, nối từ lăng ông đến lăng bà. Đây hứa hẹn sẽ là những địa điểm du lịch tâm linh vùng biển mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.